Bây giờ chúng ta sẽ ngồi vô ăn nhé. Để các bạn nhìn cái dĩa bánh ướt này, nhìn rất là sạch sẽ và đầy đặn ha. Các bạn nhìn này, đó một cái phần bánh cuốn rất là ngon ha. Đây có hành khô này, giá sống này, nem này, chả này, đó, và nước chấm của chúng ta đây. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc. Tuấn Dương đang có mặt ở đây là đường ngã tư Vĩnh Viễn và đường Nguyễn Duy Dương đó. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng ở khu vực này kiếm đồ ăn nè. Ta sẽ quẹo vô đây nhé. Đây là vô trung cư Ấn Quang đó cả nhà. Ta sẽ coi xem ở khu vực này có một cái tiệm là tiệm bánh ướt. Đây đang là lô D chung cư Ấn Quang. Ta đang đi ở cái mặt sau của chùa Ấn Quang đó các bạn. Đây thì họ giữ xe, trông giữ xe ở hai bên thế mà cái vỉa hè chung cư, không gọi là vỉa hè nữa mà lề đường chung cư luôn. Đang qua đây coi cái tiệm bánh ướt và bánh cơm, để tìm cái tiệm bánh ướt à. Rồi, bán này là bán được. Rồi, chúng ta dừng ở đây nhé. Nhìn rất là sạch sẽ và đầy đặn nè. Rất là ngon đó cả nhà. Rồi, bây giờ sẽ mời cả nhà cùng ăn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho ớt sắt rồi. Kế đến đây các bạn nhìn này, đó một cái phần bánh cuốn rất là ngon ha. Đây có hành khô này, giá sống này, nem này, chả này,
nước chấm của chúng ta đây. Rất là dày, ăn ngập răng luôn các bạn. Này nằm đối diện với hẻm 155 đường Bà Hạt các bạn. Nằm rất là dày. Đây là số 121 đường Bà Hạt các bạn nhé. Bánh cuốn Tuyết Ngân. Có lấy cái này không em? Có.
thải rất là dày các bạn. Phần này thì mình thấy là nó có vẻ nhiều hơn là bên mình cuốn hồng phát, chưa biết là giá bao tiền hả. Lát xíu ăn xong ta sẽ hỏi xem giá bao tiền hả. Nhưng mình thấy là sạch sẽ này, làm nóng ngon, cảm nhận của mình là ngon hơn cả bánh cuốn hồng phát các bạn, ăn cảm thấy no bụng hơn. Phát thì bán là một phần là 28.000. Hồng phát thì có tiếng hơn, mặt tiền ở cái chỗ đấy thì đẹp hơn. Đây đối diện là số 158 bà Hạt. Đây là số 121 đường bà Hạt đang ở nhà. Đã gửi tiền nhỉ? 59. Vậy là 39.000 một phần à, rất là ngon. Rồi ok, rồi chúng ta đi nhé. Cho con lấy xe này ví dụ. Đó, quát bán vé số đấy. À, bên kia có tiệm bún mọc rồi. Thế nào chúng ta sẽ ăn ở đó nhé. Giờ thì video clip của mình xin phép dừng tại đây nhé. Các bạn ăn mình sẽ tới bánh cuốn Tuyết Ngân số 121 Bà Hạt, quận 10. Bye bye cả nhà.